Ủa như khách quán mà như tôi mua thoát cái đó. Chào ổn. Tưởng như một tấm lem như thế. Cô khởi cửa. Ủa đây có người yêu chưa? Có người yêu đi con ngỏ mấy. Tưởng là tưởng chưa có người yêu. Tưởng vừa mua đồng hồ đẹp. Ngoài chờ 50.000 ổn nó tìm hiểu tưởng chắc. Tựa chăn sáng tiêm hiệu đầu tư à. Ui. Đấy kỳ trước phủ âm mấy hai vượt bắt tóc vượt ra sân khẩu là chân tung ăn tivi. Đấy bố thay lên các bác ơi. Trời ơi bố thay lên là ê chắc đều thằng nó là sân khẩu đi nhở. Chắc lấy mẹ thằng con đéo hạt ho đấy. Đấy là gì ngồi nhảy trồng cà ve này. Ý, cái này là mỗi tên các bác đang ngồi bán solo của một bác vào lặng và một bà ao xe. Đấy, ngồi rất là chuyên nghiệp, nhảy rất là léo. Đấy, đấy, bác này vừa là hai chả đối. Thường tham nhanh đúng bác ơi. Hồi dữ vậy à, anh là bữa đây mang em lắm. Anh bữa đang ngon là nó dươn. Ôi, đóng đi á. Ai đừng nếu họ chắc phải gì chắc xây xuống nhà cửa gì bảo thôi bỏ ra ba em mọi gì ai cả phát ngò hai ta biểu diễn trong ngày ở nôm na chơi giải kinh nôm na lên thầy chưa giải lên nhé chuồng chân vào để đấy bán đấy thầy chưa đấy. Chẳng thành công vậy đó đấy, em là ra lại ai ra đi nhà thưa còn nhục ca chăng ta ôn tên ăn nhất ca nô phải văng chua chẳng chê ôn nghèo ôn khó thì quên phải ôn ôn nuôi tựa ca tới là tựa ơi tựa đi chẳng chê tọa chê nghèo chỉ mong ở bên ôn xuất ra tới là ôn ơi ôn nì thêm rào lầm tựa ơi nhưng mà ôn nì chẳng có quay oán rào phải ôn tựa ơi ở từ khâu đây sao anh này ơi nó hót lại nó hót lại nó hót lại đấy lời ơi cho ăn một hốt lại bò rau ui quyết tâm bò rau em ùn chẳng ăn mới nữa hay ho chẳng oang ăn nữa bữa nay lên ho quyết định ho bò rau em ùn xa khênh chẳng ăn ép nữa bò rau đã ung ngạch lầm nó cũng oang mai tao lốp. Ui chắc tại gì ấy. Ui họ oang mai cái rau nữa thôi lá mới chèn nữa đây vừa nghe dao lên thôi đã chắc chắc oang chèn nó nữa kìa rau ngon lắm. Nhà tiếng mông tham khang pa chẳng mặt lê chi tờ ma ấy ui ủn ngon lắm ủn lạc ngon lắm gì cãi đó chắc tại gì ấy. Ngoài chi họ thì em ngỏ nhà nhà nhiều ấy ui ấy ui của con mặt cái rau cải họ đi lấy nó cái chi mà ăn nữa cái bắt tay ra lặt cái này đó lặt chi mà là lặt lầm nó lười quý lặt chi nó mong thầm càng pa tựa đưa ủn ti giống ngồi lên xe ủn ngồi lên đồng ăn tự ủn nói á anh ở cẩn thận đấy ngồi ngồi đây ngồi tựa bắt đầu ti đập cha ui kia kia tựa ui ai ui bọc nhau đấu đều ui lỡ ủn đấy lỡ ủn đấy mong thầm càng pa chứ đi ui tao ấy ủn đấy ui ê cha tiểu mẹ ra cha tiểu mẹ là họ bảo nhá nhà vừa gọi điện thoại ấy chết cơ ai chết tiểu mẹ đấy chủ nhà lúc này la chèn rồi
Đấy, rồi là chuyển chú khế. Ơi, nó đấy. Ôi, thôi, chẳng ảo thôi, khay thôi, thôi. Vừa đây, chẳng ảo rồi, chim kẹp cũng là lái nhà đã, thôi ạ. Ấy, lấy chua, ấy, mẹ hỏng, mẹ ghê đấy đéo. Ấy, nó biểu diễn ra ngoài, ngỏ đéo, ấy, cha. Ấy, ừ, khử quen cơ đó, thì nó làm mấy bát cơm làm lại, hay, hay. Bánh cá hả bà? Ừ. Ho bánh cá này. Đấy, cá ho đi, nổ măng chua mà có hột loài la vào ăn hôm hít thế ấy. Chủ gia chắc tin lê quên một con nàng ăn ngọt, đảm bảo ngon. Đấy, chủ gia tin lê thôi mà ngọt. À thì ạ, cho ủn ngỏ qua con cao hả mày? Ước cứ ngỏ thoải mái đi, lo gì, lê ra mà ngỏ. Khỏe, ca ho, thả roang, chả lưng trứng lên này. Đấy, thế chú ạ, tôi chú ạ, ui, cho hả mốn nó, ui, ngỏ cả mặt á. Chắc chủ ra đi tỉnh nhỏ, nhưng con ca này ngỏ mặt lơ đớm. Kìa nó, ca ngoan, ngỏ ho, rắn mặt lơ đớm lên thế nó nhỏ. Ái, ra cho ăn cả cái chim đi nữa. Ừ, hay rồi. Mang đen nó, chủ gia mang cái chiêng. Ui, con này nhịp tim yếu lắm. Chắc ngỏ ăn thịt chắc ngon. Chủ gia cứ ráng bày đó. Cà hò nuôi ở trưng trứng đang hoáng ngon này. Ui, con này yếu quá. Chủ gia cứ chê đó. Cà này nó chẳng ăn, ăn